Nhưng bây giờ là ai nhường là bên trai tôi không nhường rồi đó. Cãi là cãi lại luôn á. Rồi bà nhà gái có nhường không? Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Đừng nhường em. Đừng nhường. Nhường không? Không nhường. Anh ôm được nắm tay em. Tự nhiên anh ôm được nắm tay em. Anh ôm được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Anh ôm được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tươi. Sinh năm 1993, hiện tại làm việc ở Tiền Giang. Nguyễn Văn Tươi hả? Dạ. Cười tươi chút xíu nào. Tươi lên. Đó, đúng rồi. Tươi là phải tươi nha Tươi. Dạ. Tươi làm gì ở Tiền Giang? Dạ em làm đồng, kỹ thuật sửa ô. Làm đồng. Ở huyện nào Tươi? Huyện Châu Thành. Châu Thành là trung huyện anh ha. Dạ. Đồng hương luôn nha. Giờ cụ thể em làm gì nè? Sửa chữa cái phần xe bị tai nạn. Tức là làm đồng xe đúng không? Dạ. À, mời nhà gái. Dạ, trước tiên em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan và toàn bản với quý khán giả trường quay ạ. Trời em là Nguyễn Thị Thi Linh, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là điều dưỡng. Quê gốc của em là Sóc Trăng ạ. Em làm công việc và sinh sống là tại Cần Thơ ạ. Tôi có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, em thích nhất là học hỏi và tìm hiểu thêm những vấn đề mình không biết. Mình phải làm cho mình được. Đúng rồi. Dạ, còn khuyết điểm của em là em hơi em nóng tính thôi. Nóng tính hả? Dạ. Vậy mà nóng gì nóng nổi trời. Nóng lên làm gì? Nóng cái như bỏ đi chỗ khác xong sẽ làm lại. Nóng lại hả? Dạ sẽ làm lại những chuyện đó. À tưởng đâu nóng đi bỏ chỗ khác hồi quay trở lại nóng lại. Dạ không có. Không có đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không Tươi? Dạ tật xấu thì em cũng giờ chưa biết nữa. Chưa biết nữa. Dạ. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của em thì biết học hỏi. Còn nhược điểm của em là hơi nhút nhát chứ. Em thích nấu ăn nhưng mà em nấu ăn không ngon. Thích nấu ăn mà nấu ăn không ngon hả? Không, khi mà người ta yêu rồi thì cỡ nào người ta cũng ngon rồi. Em ơi, yêu rồi là không có gì mà ấy hết trơn á. Mấy mối tình rồi Tươi? Dạ được 2 mối. 2 mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Dạ lâu nhất là 5 rưỡi. Lâu nhất 5 rưỡi. Tha thiết sâu đậm không? Dạ cũng có. Cũng có hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ nhiều cái vấn đề nên cãi nhau nên chia tay. Cãi nhau á hả? Dạ. Cãi dữ dội không? Dạ dữ mới chia tay. Em cãi dữ hay bên kia cãi dữ? Dạ bên kia. Bên kia? Dạ. Rồi em cũng có cãi lại không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Dạ. Cãi mấy lần mà chia tay vậy? Đâu 4-5 lần gì á. Trời ơi. Làm gì cãi lộn với gái vừa trời. Nhiều vấn đề nói không có đúng. Không đúng mình cãi lại hả? Dạ em hơi tức. Sao không nhịn ta? Nhịn nhiều quá rồi. Nhịn nhiều quá. Dạ. Giờ bà kia bà cãi dữ lắm luôn hả? Dạ. Giờ là chia tay thôi. Dạ. Chào em gái. Đó nghe mà nhà trai tôi chưa? Nhà trai tôi đừng có cãi lại. Cãi là cãi lại luôn á. Có hay cãi lộn không? Dạ nếu mà cãi lộn thì mình phải nhường xíu anh. Để ai nhường? Sống. Thì thí dụ như một bên nóng mà phải một bên nguội. Nhưng bây giờ là ai nhường là bên trai tôi không nhường rồi đó. Cãi là cãi lại luôn á. Rồi bà nhà gái có nhường không? Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Đừng nhường em. Đừng nhường. Nhường không? Không nhường. Ủa tôi hỏi đang hỏi cô gái này là nhường không? Dạ nếu mà anh nóng quá thì em sẽ im lặng. Ờ thấy chưa, nhường đó chưa. Ai như cô vậy cô? Im lặng mới nguy hiểm đó, im lặng là đi luôn. Lúc nóng giận á, mình nên im, người một người nóng một người nguội. Để trong khi nào người đó nguội xong rồi mình sẽ nói lại những cái điểm thấy sai chưa? Ra đây ta là biết, ưu điểm của người cô gái ta biết nha. Nhường nhịn đó, đó thấy không? Bên đó mấy mối tình rồi? Em có mới có một và dạng tìm hiểu thôi. Thấy cũng không hợp nên em lo cho công việc của em. Thì công việc của em thì ngành điều dưỡng nên không có thời gian. Đúng rồi, ngành điều dưỡng là vất vả lắm á. Cứ lo cho người ta không à. Cuối cùng cái người mà đúng ra mình phải lo, không lo cái người ta bỏ người ta đi. Thấy điều dưỡng là kiên nhẫn lắm á. Biết yêu thương. Ừ, biết yêu nói thương chung người là khác. Cô gái này là được. Ngon lành đó. Nhà trai tôi vậy đó, dễ thương lắm, qua coi giùm. Đây, qua coi tươi coi. Rất là tươi. Đó, cười tươi lắm. Dạ, tươi, chào tươi. Tươi chưa? Tươi. Đẹp trai lắm à. Vậy là tươi mà, dễ thương tắt tươi ngầm. Bên đây cô gái dịu dàng miền Tây Sóc Trăng em hả? Dạ, ở huyện nào? Dạ huyện Ngã Năm anh. Ngã Năm hả? Là có cái chợ Ngã Năm rồi đúng không? Dạ, dạ. Rồi chợ nổi Ngã Năm. Bây giờ nè cô gái, chị Lan đang ở bên nhà trai rồi. Em hãy nói là những cái tiêu chí chọn người đàn ông của mình đi. Chị Lan ngó coi là có đáp ứng được hay không. Có công việc ổn định. Ừ. Chứ nói chung là biết cách cư xử, biết đừng gia chủ là được. Ông anh này thì được đó, dễ thương đó, nhưng mà có tật hơi cãi lại thôi. Không, tại người ta cũng nhịn dữ lắm rồi, cho nên là dữ lắm, mình dữ lắm thì người ta mới cãi thôi. Cãi mà 2 mối tình đi luôn rồi đó. Em muốn có một người bạn trai mập ốm cao thấp như thế nào? Dạng như cũng tương đối dễ nhìn. Bên đây nhìn cái là thấy liền, dễ nhìn dữ lắm. Tươi đẹp trai cũng có tươi, lúc tươi lúc không. Cố gắng tươi. Cố gắng tươi á, cười đẹp trai mà.
Anh trai có mong muốn về người phụ nữ mình như thế nào? Dạ, em không có mong muốn gì hết. Quan trọng bạn gái hiểu chuyện, biết cư xử và biết lo cho gia đình, nhìn được mắt thôi, chứ không cần quá đẹp. Ủa sao hai đứa copy bài nhau hay gì vậy? Nhưng mà ví dụ bên đây cãi quá thì sao? Tùy theo công chuyện để mình cãi lại hay không cãi lại chứ. Không, bên kia không cãi đâu, bên kia là nhịn đó. Dạ. Bên đây ta kiên nhẫn lắm, ta nhịn. Nhịn đợi nguôi rồi xử sao? Tôi không nghĩ mặt này là cãi ta. Chứ cãi lộn bạn gái cãi làm sao đâu. Lúc đó làm sao? Chống nạnh. Chống nạnh thì hơi lớn tôi tiếng. Tôi nói thôi. Vậy mà em không nghe. Thì lớn tiếng thôi. Lớn tiếng rồi hả? Dạ. Thì chia tay luôn hả? Dạ. Bởi vì thôi mốt mà mình thương người ta, thôi mình ráng nhịn được bao nhiêu đó thời đúng gian rồi thì mình nhịn nữa đi. Thì khi nào mà mình cảm thấy không hợp nữa thì thôi. Dạ. Mình cứ nói chuyện nhỏ nhẹ như là thôi em anh không hợp dạ. nhau thôi. Chứ mình cãi nhau với phụ nữ làm gì. Hay tôi đi với ai tôi? Dạ anh em đi mình. À, mình dạ. rồi. Có không ai lo? Có, tôi dân Tiền Giang tôi lo cho. Rồi sao em gái đi với ai? Tại vì gia đình em với đồng nghiệp của em giờ giờ hành chính á. Nên không có cũng thời gian. Mình đúng không? Dạ. Hai người mình để tôi để không tôi ai lo. Mỗi lo luôn. Bây giờ rồi. Mở ra. Mở ra. Bước tới liền. Quá giờ trái tim bự rồi. Chào em. Dạ. Này có món quà tặng cho em. Dạ, nhân đồng tiên gặp anh. Vậy em cũng đi gấp quá, em cũng không có thời gian nên không có tặng gì. Rồi. Hai bạn đứng sát sát vào nhau cái coi. Đầu đứng sát với nhau coi hợp không? Đẹp đôi nha mọi người. Được không? Bây giờ trở về ghế ngồi đi tươi. Quay mặt qua đối diện với nhau nói chuyện đi nè. Tươi thấy bạn gái mới quen sao nè? Em thấy thì sao? Nhìn thì cũng cũng tươi. Anh thấy em chắc hiền quá hả? Dạ cũng dạng như là cũng điềm đạm. Ừ, thấy ít nói mà thấy hiền. Vậy là không có người cãi với em rồi đó tôi. Em không có cơ hội cãi lộn đâu thiệt. Dạ. Cãi lộn mà cãi đợi lâu quá hay sao vậy chị? Thế như ví dụ mình có cãi lộn á, cãi rồi đợi lâu quá rồi sao? Chị chưa hiểu lắm. Là đợi câu trả lời lại á. À tức là ý em là giờ là muốn cãi lộn để cho rõ ràng đúng không? À. Chứ em không muốn im lặng cãi đúng không? Cãi mà cứ đứng hoài không nói chuyện không cãi lại cho người ta cũng khó chịu lắm á. Dạ. Tức là cãi là phải cãi lại hả? Dạ. Ừ. Xong rồi im lặng rồi quà chứ cãi đứng lại hơi lâu. Ừ. Những lúc đó thì kêu chị tới chị cãi phụ. Trời ơi. Người ta muốn người đối phương của ta phải cãi lại. Muốn vậy được không em? Không phải mà cãi lộn là cách tốt nhất. Nếu cãi lộn thì sẽ không hạnh phúc đâu anh. Nè bây giờ nè em thích sự ôn hòa đúng không? Nói là nói cho nó vui thôi. Chứ mà thật sự là muốn gia đình không bao giờ cãi lộn. Tại vì chén bát trong sống khi nào mà không khua. Nhưng mà mình muốn là vợ chồng nói với nhau chứ đừng có im lặng và làm chuyện một mình anh không thích. Đúng. Anh thích là cái gì phải nói với nhau để mình chia sẻ. Bây giờ là thích bình yên, không có cãi lộn thì chọn đây. Còn thích có người cãi lộn thì chọn đây. Cái mỏ tôi lúc nào tôi cũng dọn sẵn hết trơn á. Chữ nó chạy liên tục trong đầu. Dạ tại vì nãy em hỏi vui thôi chứ em cũng không muốn. Hỏi cho nó tươi đúng không? Dạ. Lâu buồn quá nói chị Lan ơi bây giờ em thèm chữ lộn quá. Kêu tôi ra. Bây giờ nè, em thấy cô mình nói làm sao? Chắc đẹp. Rất đẹp hả? Dạ. Đúng ý không? Dạ đúng. Đúng ý như anh chị Lan lựa chọn không? Dạ đúng. Đúng ý đúng không? Dạ. Theo yêu cầu rồi đúng không? Dạ. Xa vậy đó. Dạ. Đi chơi thì sao? Anh xuống em xuống anh gì đó bàn nhau thử coi. Em anh đi chơi thì gặp ở đâu em? Tại vì công việc của em và sinh sống tại Cần Thơ anh. Cần Thơ hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà tuần để gặp được mấy lần? Một tuần em sẽ được gặp một ngày. Một ngày hả? Vậy tuần để gặp lần hả? Nhưng mà gặp ở Cần Thơ em. Dạ. Em định bao lâu lập gia đình? Người đó phù hợp với mình, cũng như là người đó có thể là cùng chí hướng hả? Cùng chí hướng như dạng như là người vững chãi để mình nương tựa thì mình sẽ lập gia đình. Ừ, anh cũng nghĩ vậy đấy. Nói cho cô biết là nhà mình cũng có làm dâu hay không? Dạ. Hay là thế nào? Hay là lấy vợ phải về Tiền Giang? Hay là em xuống Cần Thơ? Em dâu được không em? Dạ được ạ. Tại vì gia đình có một mình anh là con trai hả? Cũng mới làm dâu. Nhưng mà giờ làm dâu cũng không có gì, ba mẹ anh dễ lắm. Rồi mong muốn mình mấy đứa con nói cho cô biết đi. Mong muốn được mấy đứa con em. Dạ cái này cũng do duyên chứ. Như em nghĩ là một trai một gái sẽ hợp hơn. Đúng rồi, anh cũng thích vậy. Hên quá chứ thôi vụ này cãi lộn cũng mệt lắm. Thì chắc không đâu. Bước tới đứng gần chút nói chuyện đi. Đúng đứng rồi, xích lên. Đứng tới, đứng nắm lên tay. Đứng lên tươi. Đứng lên. Dạ. Nắm tay. Cho nắm tay được không em? Nắm hai tay dìu đứng lên. Đứng lên. Còn gung không? Dạ còn. Còn gung bây giờ hát bài tặng bạn gái hết gung. Dạ không biết hát. Trời hát dở lắm. Chán ghê luôn. Hát dở lắm. Bạn gái hát một bài tặng cho bạn trai hết gung. Dạ em cũng hát dở. Vậy chị hát cho hai đứa bớt gung.
má à. Em dặn là con gái như Ngọc Nga đó. Bây giờ là tôi nói á, nói cho bạn gái biết bây giờ nè, nếu như mình lấy nhau về quê em làm gì, anh làm gì, trong gia đình anh sẽ chăm sóc em như thế nào, nói cho cô gái yên tâm đi, để người ta có sự tin tưởng người ta. Nhưng về Tiền Giang chứ em về Tiền Giang được không em? Tiền Giang thì giống như là công việc của em sẽ khó để phát triển rồi. Thì bây giờ nếu mà cưới về bắt đầu lại từ đầu, anh ở đây mà có gì anh phải giúp đỡ được. Anh ở Tiền Giang là anh ở nhà luôn chứ anh? Ở nhà luôn. Đó giờ ở nhà mà không đi làm xa, làm xa cũng đi sáng đi chiều về à? Yeah. Ừ. Mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ok em, cảm ơn. Anh sẽ thương em thế nào để em khỏi có lo, để đỡ cái tuổi thân đi xa nhà gì, hứa với bạn gái đi, nói cho bạn gái biết đi. Nếu mà em cho anh cơ hội, anh sẽ thương nhiều, rất là nhiều, để em không có buồn nha. Nếu mà em vợ anh, anh sẽ không bị cô đơn khi về nhà mới đâu. Anh sẽ lo em ở bên em. Anh nắm tay em anh thấy sao? Nói cho bạn em gái nắm biết. Tay anh thấy sao em? Ừ. Còn thương tươi thấy sao? Nói cho bạn gái biết đi. Nắm tay em rất là vui. Nắm tay mà vui gì? Thấy trong lòng mình sao chứ? Thấy nó có một chút gì đó, nó rung động. Quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào? Nói cho tươi nghe đi em gái. Hai người biết nhìn nhau. Đúng rồi, anh cũng thích trẻ, anh cũng muốn gia đình vui vẻ là anh vui. Nên đơn giản càng đơn giản vậy thôi à. Giờ hai đứa tính đi lấy nhau về là ai quản lý chi tiêu gia đình, tiền ai giữ, quan trọng lắm đó. Em giữ giùm anh nha, được không? Anh giữ giùm anh đi nha. Sao? Ngon. Tươi nôn chưa? Dạ nôn lắm. Nói với bạn gái anh nôn sao đó? Anh nôn được nắm tay em. Tự nhiên anh nôn được nắm tay em. Anh nôn được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Anh ôm nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Quá là ngọt ngào. Bây giờ mình ôm ra luôn cái cảm xúc nào. Ôm vô cái coi. Ôm cái coi. Đứng nguyên nha. Đang chứ, đang chứ. Đứng nguyên nha, y nguyên nha, chưa nha. Trời, có lưng nó cong quá. Thẳng lên tiếng ơi. Rồi xong. Cảm xúc làm sao tươi? Hả? Rung. Rung hả? Dạ. Được không? Ôm được không? Dạ được. Đã không? Dạ đã. Đã hả? Dạ. Thì ghế ngồi đi. Nhà trai tôi là muốn vợ lắm rồi đó. Rung động rồi đó nha. Nhà gái tôi thì cái gì nó cũng phải có sự thời gian để tìm hiểu. Phải chắc chắn thì mới ok. Nhà trai tôi chắc chắn rồi đó. Mời hai bạn để tay vào nút bấm nào. Bấm cái khâu cho đàn gái chứ nhà trai tôi là bấm á. Bây giờ hai bạn nhắm mắt lại. 3 2 1 Bấm. Bấm vô. Ngon lành, chúc mừng. Đó. Giờ chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ nắm tay đi, nắm tay chặt vô. Đó. Hùng cái lấy hình nè. Không có được nha. Giờ bên gái Hùng lại nè. Để sát cái má vô cho ta không? Nào. Được không? Hả? Rất là được. Hả? Rất là được. Rất là được luôn. Không có cãi nữa nha. Dạ. Trời ơi, thấy cưng quá. Thiệt á, tôi muốn cặp này cưới liền luôn á. Cưới nhanh hay không là do mình đó nha tươi. Dạ. 2 tháng rồi tươi ơi. Rồi, cứ chạy về tới Cần Thơ vài lần thôi. Ba người yêu cũng đều rất là quan tâm nhưng mà không có được em đình đáp lại tình cảm. Trời, vậy bây giờ ai mà yêu cổ là sướng luôn nha. Đúng ra anh này okay là cũng chung thủy đó chứ. Cũng cố gắng lắm. 3 năm mà. Chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Trời ơi trời. Đàn ông tôi nhẹ dạ mà cứ dụ dỗ đàn ông được không? Anh vừa đũa cả nắm quá. Được. Có vẻ đâu cô gái nào cũng như cô gái đâu. Rồi, nhà gái. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Cường. Em 35 tuổi ạ. Em quê ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở Hải Phòng ạ. Em có bao giờ mà vào thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ, em cũng vào một lần rồi ạ. Rồi, mời nhà gái. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào em. Em tên là Yến, em 28 tuổi, em đến từ Hà Nội. Và hiện tại thì em đang làm chủ một trung tâm giáo dục cho bé từ 0 đến 6 tuổi. Với các bạn bị chậm nói thì em phát triển ngôn ngữ cho các bạn ạ. Em bay từ Hà Nội vào. Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ạ. Các bạn ở cũng rất gần nhau nhưng không gặp nhau, lại đến một cái nơi rất là xa để gặp nhau. Đó là cái duyên đó. Ha. Rồi bây giờ Cường nói... cho nhà gái biết những ưu điểm khuyết điểm của mình đi Cường. Khuyết điểm của em thì là hơi tự ti bản thân tí. Ưu điểm của em thì là vui vẻ hòa đồng. Em thì thích nấu ăn, cũng thích đi du lịch và em cũng tham gia một câu lạc bộ thiện nguyện.
Ở công ty em thì em được mệnh danh là thánh trộn ấy ạ. Là sao? Có nghĩa là em rất thích nấu ăn ấy, thì ở công ty thì mọi người cũng thỉnh thoảng là ăn được ăn món ăn trộn của em ấy. Ví dụ là su hào trộn hay là đu đủ trộn hay là sông trộn hay là cà trộn ấy, thì mọi người rất thích ăn. Vậy là hay rồi. Vậy là em một người đàn ông nấu ăn giỏi đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ và em là người mê công việc, nên là em có thể làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Và cái khuyết điểm của em thì là cũng ít khi vào bếp núc ấy. Nhưng mà em vào thì em sẽ nấu những cái món đơn giản như các cái món luộc ấy thì để cho nhanh thôi. Món khác khó hơn thì em vẫn nấu được, nhưng em ít nấu vì bị mất thời gian. Không lo sao. Và... bên đây luộc bên kia trộn đủ rồi. Khi mà em bị stress thì em hay cáu, nên là em sẽ không có tiếp xúc nhiều với mọi người, để em thu vào một chỗ ngồi để suy nghĩ trong 1-2 ngày ấy. Chứ mình không có được xả ra người khác, tức hay là đó, gây tổn thương cho nhà họ. Gái là một cô gái rất là kiên nhẫn luôn á. À, em gái cho tôi biết chút xíu về đường tình duyên nào. Trước đây cũng đã từng yêu 3 người rồi. Mỗi người mà em chọn thì em thấy cũng bị na ná giống nhau, là cũng khá là chín chắn. Cũng là phần lỗi của mình là em khi đấy em còn trẻ, em chưa cảm thấy là em quan tâm người ta được đủ sâu. Nhưng bây giờ cái độ trưởng thành hơn thì em thấy là khi yêu là mình cần phải dành thời gian cho người ta nhiều hơn, quan tâm người ta nhiều hơn, phải biết cho đi trước khi mình nhận lại. Nhưng ngày trước thì các anh, 3 người yêu cũng đều rất là quan tâm, nhưng mà không có được em đền đáp lại tình cảm. Trời, vậy bây giờ ai mà yêu cổ là sướng luôn nha. Đó, nhà trai nghe vậy là an tâm rồi ha. Dạ vâng ạ. Rồi, tình trường nhà trai như thế nào nè? Dạ vâng, em thì cũng trải qua được 3 mối tình, nhưng chính thức thì 2. 2 mối tình đấy thì em cũng yêu, cũng là em, quan điểm của em đấy là yêu hết mình. Nhưng mà do nhất công việc của em đấy, trước em cũng mở quán ốc hải sản thì em cũng bây giờ cũng rất là bận, nên ra là nhiều khi em cũng không để ý với bạn gái nhiều lắm. Thì khi em phát hiện ra bạn ấy có người khác thì em cũng chia tay. Mối tình thứ 3 thì cũng thật ra là kể ra thì nó cũng là một cái gì đó mà đến nay em cũng chưa hiểu nổi mà tại sao em lại yêu người ta như vậy. Em quen bạn ấy cũng 3 năm trời mà chỉ nhắn tin, gọi điện trên Zalo thôi. Em bảo là xác định đến với nhau thì cho nhau cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau, gặp nhau ngoài đời. Nhưng bạn ấy cứ khất tần hết mòn, là tuy nhà bạn ấy, nhà mấy anh em cách nhau có hơn 7 cây số thôi, bạn ấy cứ khất tần cân mòn là nào lý do là dịch bệnh, nào lý do là công việc nọ công việc kia. Thì em bảo là nếu như em mà yêu anh thì em hãy cho nhau cơ hội để gặp nhau, chứ cứ quen biết này, nói chuyện qua mạng thì nó cũng không đi đến đâu cả. Một tháng bạn ấy không làm được điều đó thì em cũng nói là chia tay, chưa nói mà em cũng nhẹ dạ quá. Quen nhau trên Zalo 3 năm trời, gặp mặt mà em yêu người ta dữ dội vậy đó. Thì tính em là cũng muốn là nay tìm được người ai đó mà gần một chút ấy, để mình lấy với nhau thì mình có đi lại gia đình, đi lại nó thuận tiện hơn. Gia đình ai cũng có công việc mà. Có Zalo có thấy mặt cổ không? Có hả? Dạ. Thấy mặt Zalo mà không cho gặp mặt ngoài đời. Dạ vâng. Tính có ra anh này là cũng chung thủy đó chứ. Cũng cố gắng. Rồi 3 năm mà. Chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Trời ơi trời. Gì vậy trời? Chứ còn gì nữa. Chào em gái. Dạ em chào anh Kỳ Linh ạ. Đàn ông tôi nhẹ dạ mà cứ dụ dỗ đàn ông được không? Anh vừa đũa cả nắm quá. Được. Có vẻ đâu cô gái nào cũng như cô gái ấy đâu. Tội nghiệp. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì muốn tìm một người cao trên 1m7. Ngoại hình thì mập mập xíu thì em cũng mập cho tương xứng. Không. Cũng dày bên đây cũng được. Đừng có dùng chữ mập. Em là múp míp dễ thương. Em nói gì chị tức ghê, em mập lên gương mặt cũng tròn tròn phúc hậu. Được. Quan trọng là chín chắn và là một người đàn ông hướng về gia đình, yêu trẻ con. Nghĩa dạ cả tin. Ừ. Thôi được rồi. Sao giờ còn em sao? Dạ. Em muốn có người yêu sao? Thứ nhất là biết quan tâm em, quan tâm gia đình em. Và chăm lo gia đình. Trời. Đấy. Bên đây dư sức biệt luôn. Đặc biệt là phải gặp mặt đúng không? Dạ vâng. Còn quan trọng nhất là cứ phải thực tế. Thực tế. Đó. Hồi mở rào cho gặp chứ không phải gặp qua màn ảnh nữa. Đúng. Dạ vâng. Ừ. Em gái đi ra, em gái. À, dạ, em đi cùng bạn em ạ. À, bạn Hà Nội rồi. Vào. Em chào anh Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan và chào khán giả trong trường quay. Chị là bạn của Yến. Dạ. Yeah. Thì chị thấy như này, Yến thì dành hết thời gian cho công việc rồi. Tại Bắc mình thì thường hay đòi hỏi người nữ là việc nội trợ nhiều quá. Mà Yến thì chắc là không có thời gian dành cho công việc gia đình nhiều. Mà em thì chị thấy em cũng ngoài đi làm, em cũng có thời gian mở thêm nhà hàng nữa, thì chị nghĩ là
bây giờ phải một trong hai người bớt lại, mà cái sự nghiệp của Yến Hiếu đang đang trong đà như thế thì em hy sinh một chút. Chị lo lắng hai bạn, một người Hà Nội, một người Hải Phòng, thì cũng phải sắp xếp như nào để mà gặp nhau. Theo chị thì nên bấm nút và cho nhau điều kiện. Bởi vì Yến á, thì cái gu của Yến á, thích đàn ông khá là có tuổi. Nhưng mà chị thấy bạn này cũng ok nha, nó là phù hợp. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị. Nhà trai mình đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào dạ, toàn thể quý khán giả. Em thấy bạn gái bên này cũng rất là dễ thương, nói chuyện là đáng yêu. Em thấy hai bạn rất là hợp nhau ấy. Dạ mong hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn hai họ luôn. Bây giờ thôi mở rào đi để hai anh chị gặp mặt nhau, không có qua Zalo, không có qua ảo áp chảo gì nữa chừng á. Nào. Mở rào. À. Đó. Chào em. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà là một cuốn sách tặng anh để anh có thể thấu hiểu thêm tâm lý của phụ nữ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, về vị trí ngồi đi các bạn. Cảm nhận đi em trai. Em thấy cô gái sao nè? Chung em cảm nhận bạn gái cũng xinh xắn. Nhìn bề ngoài thì cũng được. Cũng có tướng phu thê với mình. Em cảm nhận thế nào về anh? Em thấy hình dung thì cũng gần giống mẫu hình mà em đang tìm, là một người đàn ông cao hơn em tầm khoảng hơn 1m7, cũng mặt tròn tròn phúc hậu. Anh thì cao 1m73. Quan điểm của em như thế nào về hôn nhân? Quan điểm hôn nhân là hai người ấy là giống như trồng cái cây thì hai người cần phải vun đắp, chứ không để là từ một phía được ấy. Và quan điểm của em về việc là hôn nhân thì cần phải là quan tâm lẫn nhau, thấu hiểu tâm lý của nhau, phù hợp về quan điểm cũng như cái lối sống. Đôi khi là anh có thể là chưa được đừng làm như ý em muốn, nhưng mà có em rồi thì chúng ta cùng nhau giúp cho con cái mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Em sẽ đào tạo cho anh. Quan trọng là phải cùng nhìn về một hướng, chứ còn nếu mà nuôi dạy con mà cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược là con nó sẽ phát triển không có toàn diện ý. Đúng rồi. Nó sẽ cứ ai chiều nó sẽ nghe theo, thế nên là phải hiểu và cùng làm theo về một hướng, chứ không có một người này dạy một kiểu, người kia dạy một kiểu. Anh làm công việc hiện tại là anh đang bán đồ, như em thấy em hiểu là bán đồ nhậu đúng không? Ừ, bán đồ nhậu thì anh mới tạm dừng nghỉ vì đợt vừa rồi là anh cũng có nhiều việc ấy, mới xin công việc mới nên ra là cũng chưa có người để cùng nhau làm ấy. Trước anh cũng làm ở trên Hà Nội và xong cũng bị cái dịch Covid, nhà hàng nó không hoạt động tốt ấy, thế là anh cũng tạm thời mới nghỉ. Có thời gian mà vợ chồng mà cùng kết hợp được nữa thì anh cũng muốn mở lại, để mình muốn mở, thứ nhất là không có gì ngoài mà cái công việc mình làm nó sẽ được thụ động hơn. Mình thích làm quản lý thời gian của mình, không thời gian của mình ấy, nó sẽ được tốt hơn để mình chăm sóc gia đình. Em rất là yêu nghề nên là em sẽ trụ lại ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn thôi. Còn Hải Phòng thì có nên cân nhắc không? Em có thể phát triển mở thêm cơ sở ở đấy được, nhưng mà nếu mà trụ sở chính thì em sẽ không về đấy, bởi vì ở ngoài đây em sẽ phát triển lên nhiều cơ sở hơn ý. Hai bạn tới gần nhau chút xíu nữa đi, để chúng ta có thể có một cảm nhận khác nữa. Mình cảm nhận đi em trai. Nãy giờ nói chuyện với Yến đó, thông qua hai bên trò chuyện với nhau, mình cảm nhận cô gái trước mặt mình như thế nào? Chưa cầm tay em thì chưa biết cảm nhận như nào, nhưng mà khi cầm tay thì anh thấy em là một người rất là ấm áp, khuôn mặt phúc hậu. Em thấy cảm xúc thì vẫn như kiểu ban đầu thôi, là cho em là một người cần phải có thời gian để em mới cảm nhận về đối phương được kỹ hơn. Thì em cũng hát tặng em bài hát Chỉ Yêu Mình Em. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi.
Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Cảm ơn chương trình ạ. Ngược lại, em cũng xin phép là gửi tới chương trình một ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, là ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Một Chút Nữa. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố, dù lòng phải quên đi, mà sao con tim vẫn yêu mềm. Cảm xúc vừa rồi để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định cho chính bản thân của mình. Bây giờ chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nhà gái không bấm. Em cũng xin lỗi anh là em chưa cảm thấy là kết nối được nhiều về những cái điểm tương đồng ấy. Nên em là thật lòng em muốn, mong muốn là em chúc anh hạnh phúc và tìm được một người phụ nữ thực sự là hiểu anh và yêu anh. Cảm ơn em. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và chúng tôi trân trọng những quyết định của các bạn. Đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo. Em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn. Nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ có điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi. Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Học qua nấu ăn luôn. Dạ. Rồi quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ, chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo. Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc, chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Đó. Được. Được nó lớn lên. Được chứ em? Được chứ em. Rồi Thảo. Dạ. Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa nói lớn cho anh nghe rồi anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an, tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên đó, không ấy, cho nên là không đủ điểm, cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính Quốc gia. Bây giờ là con là vừa tốt nghiệp mà Học viện Hành chính Quốc gia. Dạ. Đó, mà thi vô bộ đội chắc là ốm quá không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vui vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ, chưa áo thóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc. Và bạn đó có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Và đặc biệt là biết chia sẻ công việc nhà với con. Biết chia sẻ công việc nhà. Dạ. Rồi, tí dụ giờ trong công việc của người ta ở trong doanh trại suốt vậy rồi...
không có chơi, không có ở nhà được rồi lấy ai mà chia sẻ? Dạ thì thí dụ như không có anh thì em ở nhà em lo công việc nhà, thì em vẫn sẽ là hậu phương vững chắc của anh. Còn khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải hỗ trợ cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ con thì thích bạn trai cao hơn con. Dạ. Cao hơn con? Dạ. Con cao mét mấy? Dạ con cao 1m66. Trời quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Nhiêu? 74. À trời ơi ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ con thích bạn trai da ngăm ngăm. Da ngăm. Ngăm ngăm. Bộ đội là da ngăm rồi. Có ngăm đúng không? Không có trắng được. Tóc dạ. Tai quần áo gọn gàng sạch sẽ là được ạ. Gọn gàng sạch sẽ, quân đội là phải gọn gàng sạch sẽ rồi. Còn gì nữa không con? Và tính tình sao nè, con không muốn cái người đàn ông của mình là con không có thích cái tính gì? À, con không thích cái tính gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Với cả bên cạnh đó là phải có chính kiến. Chính kiến thì chắc chắn là bạn đó có rồi đó. Gia trưởng hỏi coi là có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Ngoại hình không quan trọng ngoại hình ạ. Không quan trọng luôn hả? Dạ. Trời ơi, khỏe re. Vậy là khỏe có quan trọng chiều cao không? Rồi. Chiều cao, nụ cười gì đó, tóc tai gì, có yêu cầu gì nữa không? Không, chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi, con có mấy mối tình rồi? Vũ? Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ, ở ta là chia tay vì khoảng cách xa. Khoảng cách xa? Dạ. Sao mà cách lòng đó? Bạn này con... ở đâu? Thảo, dạ. Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Bình Phước, dạ. Giờ đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Sài Gòn, dạ. Đây đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Sao với Hòa gần nhau lắm. Được. Con có cái, con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Về ngoại hình á, về tóc tai răng miệng rồi tay chân rồi này cái nọ, chân thẳng giò dài hay gì không? Con có cái dạ thì con nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi. Thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khểnh như con không? Dạ. Răng đều đẹp rồi. Răng đều đẹp thôi. Rồi. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Dạ con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá. Yêu xa. Dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và có cô gái khác. Trời, dạ, cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội nghiệp. Cô chủ động kết thúc. Dạ. Đàn ông mà không có đâu, đàn ông tùy theo người chứ đàn ông ta đàng hoàng lắm. Vậy lâu hả? Lâu mới có người không mà ấy thôi. Nhưng mà đàn ông ngoài đời á, thì cái chuyện nó xảy ra gọi là cái tần suất nhiều hơn là mấy chú trong quân đội. Dạ. Tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa làm kỷ luật. Kỷ luật. Kỷ luật thủy thép chung đó. Son sắc. Đó. Thôi yên tâm. Mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Dạ. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nha. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Đó. Chào Vũ. Dạ chào cô. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc khoảng 70. 70%. Con được 70% cái yêu cầu của Vũ bên đây thôi hả? À, là con yêu cầu. Ừ, con tự cảm thấy là dạ. Như là những cái mà bạn đặt ra như vậy là con được bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn hả Vũ? Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ bữa nay Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội, với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời.
Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội và rất biết chia sẻ với mọi người. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Đặc biệt trong thời gian gần nhất, đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Thủ trưởng ăn nói rất là gãy gọn, xúc tích luôn. Mong có thiệp hồng mang tên hai bạn. Dạ. Rồi hôm nay bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn. Lời đầu tiên thì con xin chào cô Hồng Vân với lại anh Quyền Linh. Dạ. Sao cô Hồng Vân, anh Quyền Linh kìa? Dạ, dạ, ông già hơn cô mà con nói gì? Dạ, lộn. Dạ, chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Chú dạ, Quyền Linh, chị Hồng Vân đi cho. Thôi tôi không cần, tôi không cần sống ảo vậy. Dạ, nói đi con. Dạ, con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ, nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo, tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được, nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nó đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo luộc, trứng luộc. Gạo luộc. Dạ. Trời ơi, cơm mà mình. Dạ, nói chung là Thảo là rất là hiền, dễ bị nhạy cảm, đó là nhiều khi mọi người nói xong nó hay suy nghĩ. Hay dễ suy nghĩ, hay sợ là mình bị phật lòng với mọi người á. Dạ, nên nếu mà được thì anh có thể bù đắp tình cảm cho Thảo nhiều hơn. Thì nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Cao to đen mà hôi. Đó, hôi hay không thì chưa biết, tại là Thảo phải thử. Thì nói chung là nếu như mà được thì hai bạn có thể cho nhau cơ hội, tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Còn tiến xa hay không thì tìm hiểu một thời gian. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Dạ. Áp lực con, áp lực quá ha. Nghe bây bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở ra. Để con cầm quà. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đó, đứng lên tặng nè. Dạ, chào anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Mỗi khi dùng tới nhớ đến anh. Dạ, em có. Em cảm ơn anh. Thôi, mỗi người nhìn thẳng vào nhau và cảm nhận lần đầu tiên chúng ta gặp mặt như thế nào. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, dạ em chào anh, em cảm nhận là thấy anh cũng khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Anh cũng có một nụ cười rất là đẹp. Dạ, nụ cười tỏa nắng đó. Dạ, hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu, thì không biết là mình có thể khắc phục như thế nào. Và trong ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Công việc của mình thì thường xuyên là ở trong đơn vị. Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ, mình sẽ chạy lên thăm bạn. Dạ. Anh đi Vũ ơi, Vũ lớn hơn ta mà. Anh đi, dạ. Anh với em đi, ai mà mình với anh bạn. Anh nó ngọt ngào hả? Action. Dạ. Anh nói cho Thảo nghe. Anh nói cho em nghe. Anh nói cho em nghe. Đúng rồi, nó ngọt liền luôn đó, cứng liền luôn. Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần, trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Dạ. Yeah.
Rồi. Vũ hỏi đi, Vũ hỏi Thảo là bây giờ là bây giờ sao giờ nếu mà học xong hay làm xong gì đó về Bình Phước hay là về Biên Hòa. Đúng không? Mình sinh ra ở Biên Hòa, mình làm công tác ở Biên Hòa luôn. Rồi nếu mà về Biên Hòa được không? Hay có làm dâu được không? Có ngại ngùng gì không? Hỏi hết đi Vũ ơi. Nếu mà anh mà vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Dạ. Yeah. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Ừ. Tiến tới hôn nhân này. Trời, cưng dễ sợ cưng. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh thì em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Dạ. Yeah. Có nghĩa là ở Biên Hòa nhưng mà hai đứa ở riêng đúng không? Dạ. Và sẽ cùng chăm lo cho cả bên nội lẫn bên ngoại. Dạ. Ha. Bên nội thì ở gần, bên ngoại thì ở Bình Phước, thì lâu lâu đặt kế hoạch là phải về thăm bên ngoại đúng không? Dạ. Ừ. Đó thì con nói rõ quan điểm của con đặng cho Vũ biết. Em muốn hỏi một xíu về quan điểm tình yêu của anh thì không biết là quan điểm của mình là như thế nào ạ? À? Quan điểm người yêu của mình là của anh là một người biết quan tâm anh. Chia sẻ những công việc mà công việc nhà cho mình, ví dụ lỡ mình trực hay gì, ví dụ bạn gái mình nếu mà bệnh á, mình có thể gánh được hết tất cả mọi việc. Biết quan tâm mình khi ốm đau, biết chia sẻ mình, ví dụ mình đi căng cường mấy nơi xa á, là tin tưởng mình, hiểu mình. Vũ hồi hộp quá hả con? Vũ hồi hộp quá hả? Dạ. Nói ngắt ngang ngắt ngửa vậy đó hả Vũ? Mạnh mẽ lên nào. Vũ hỏi đi. Dạ. Bây giờ với anh em khoảng bao lâu thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân, và em quan điểm gì về con trai con gái khi mà mình có lập gia đình với nhau? Ừ. Rồi tiền bạc thì theo em ai giữ? Mấy năm nữa thì cưới. Dạ. Đó, vậy đó. Nếu mà tìm hiểu thì tính là mấy năm nhau nữa. Hết đi các bạn. Theo em thì khi quen nhau thì trong vòng bao nhiêu lâu thì em muốn đám cưới? Dạ, về bản thân em á, thì em nghĩ là về tình yêu á, thì mình phải có niềm tin với nhau và có trách nhiệm với nhau. Và mình nghiêm túc và tiến tới hôn nhân á, thì mình phải chuẩn bị không những là về tinh thần mà về cả kinh tế của hai đứa nữa. Em nghĩ là khoảng 1 đến 2 năm tới thì có thể ổn định và mình có thể về chung một nhà. Nếu như mình có duyên. Em thích con trai con gái nó luôn đi. Là con là em đều thích ạ. Con em là em đều thích ạ. Còn thường đàn ông ta hay thích con trai đó. Dạ. Em hỏi được. Đi. Dạ anh có thích thiên vị về thích con trai nhiều hơn không? Không, dù là con mình cũng phải. Nếu là con mình á thì dù trai hay gái mình cũng như nhau hết, mình yêu thương như nhau hết. Dạ, không có phân biệt. Bây giờ hai đứa tính một cái cụ thể nè. Bây giờ sau cái buổi ghi hình này nè, rồi là hẹn hò ở đâu nè, đó. Hẹn ở Biên Hòa hay là hẹn ở Sài Gòn? Đúng không nè, đó cái dạ. Cuộc hẹn đầu tiên là tính toán ở đâu? Sau buổi hẹn hò này nếu mà em có thời gian rảnh thì anh sẽ chạy lên Sài Gòn để hẹn hò đi chơi, còn em cứ ở trên Sài Gòn đi, anh chạy lên cũng được. Em phải mất công xuống Biên Hòa. Dạ. Còn nếu mà có dịp em xuống Biên Hòa thì anh sẽ dẫn em vào giao lưu với mấy đồng chí đồng đội và gia đình anh. Dạ em cảm ơn anh. Nhưng mà Thảo nè. Dạ. Anh thấy bạn trai rất là nhút nhát. Vậy thì có khi nào là mình là người chủ động hết trong mọi việc không? Dạ. Được không? Về vấn đề này thì mình chia sẻ với nhau. Em hiểu tính chất công việc của anh. Thì những lúc anh bận hay này kia thì em có thể chủ động. Nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ý y được. Tại vì em dù sao cũng là con gái. Em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi.
Đúng rồi. Không. Dạ. Nhưng mà Vũ nói là... đi, Vũ nói về mình đi, có nghĩa là Vũ đâu phải là người không chủ động đúng không? Chỉ có ngày hôm nay là Vũ đang bị hồi hộp. Vũ rung thôi đúng không? Dạ. Đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ đúng động không? Vũ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Trời ơi. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công. Quyết chí quyết thắng. Nếu mà anh chị mấy em nếu mà tìm hiểu nhau. Anh nhìn vào mắt em. Hơi run. Rối rồi. Dạ, nếu sao? Mà nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Còn chủ động thì tính của mình thì tính của anh. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Không nhát cái gì, chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Còn Vũ, lời... Vũ ơi, Vũ chưa nhìn thẳng vào mắt cô gái. Nhìn sâu thẳm trong mắt cô gái đi. Ta Vũ thấy hộp. Ánh lên điều gì. Cứ nhìn đi Vũ. Cứ nhìn thẳng vào cô gái. Ta hồi hộp để thủng thẳng từ từ. Không hồi hộp thì phải nhìn. Nói chung là mình ráng đi Vũ. Mình ráng được 1/10 của chú Quyền Linh thôi. Nghe chú Quyền Linh là mỗi lần mà ông nói chuyện với ai, ông xoáy vô mắt tay vậy nè. Đúng rồi. Đây nè, đã nhìn lên nói chuyện tôi. Nói nè. Nè đó, nói, lé đó. Luôn mà ông xoáy mà ông lé luôn nhìn á. Nhìn thẳng vào mắt cô gái Vũ. Nhìn thẳng vào mạnh mẽ lên. Nhìn thẳng vào. Đó. Sao? Hỏi ra không vậy? Nhìn thẳng vô đi. Nhìn thẳng vô mắt. Rồi. Hiện nay nói cảm giác của mình về cô gái như thế nào, nói cho cô gái nghe đi. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng, thẳng mắt. Thở ra không? Thở ra không? Thảo biết không, hồi nãy là chỉ huy của Vũ cũng đã nói rồi. Dạ. Vũ là trong công việc là rất là ok. Cuộc đời của Vũ là chỉ có nhát với con gái thôi, còn không nhát với bất kỳ một điều gì cả. Thành ra là cái điều này thì là từ từ là khi mà mình quen với nhau rồi thì mọi thứ sẽ cải thiện. Nhưng mà phải nhớ một điều là nhát gái như vậy, thành ra là mình là cái người mà gọi là trọn vẹn của anh ấy. Hiểu không? Không được. Đó. Nãy bạn Thảo nói đúng đó. Gái người ta cũng dù sao là con gái, người ta chủ động một lần thôi. Chứ không lẽ suốt cuộc hành không, trình ta chủ động thì, không? Thì đương nhiên nãy ta nói rồi đó. Có nghĩa là lần này thôi. Còn sau đó khi mà đã quen nhau rồi thì mọi thứ khác ạ. À. Thấy không? Hiểu không? Có nghĩa là đây không phải là bản chất của người ta. Dạ. Người ta trong lần đầu gặp gỡ thì từ nào giờ người ta nhát. Hiểu không? Thì dạ. Bây giờ người ta vẫn phải là nhát. Nhưng mà sau khi mà gặp Thảo rồi thì mọi thứ cục diện sẽ thay đổi. Trời ơi, người ta là bộ đội mà. Không bao giờ có cái chuyện mà người ta ở thế bị động hết trơn á. Luôn luôn lính là sao? Là phải trong trạng thái gọi là tiến lên. Hiểu chưa? Dạ. Rồi, anh nói đi. Vũ đứng hội xỉu giờ đó. Anh xin phép nếu mà được chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm chăm sóc chu đáo kỹ càng cho em. Em phải tin ở anh. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Mong em bây giờ Vũ nói mạnh mẽ lên nè, anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc. Nó lớn lên. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc. Dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Đúng. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. Hay quá. Rồi. Ok. Được rồi đó. Được rồi, bây giờ mình ngồi bấm nút đi con. Đi ra đây hai đứa. Đó. Mốt gặp nhau uống cà phê chắc phải rủ tôi đi theo á. Tư vấn. Rủ tôi nữa. Hai đứa nó chỉ cần nhìn nhau thôi. Để tay nó tôi với ông nói. Đúng, thở ra hơi khó. Thở ra không. Đứng có chút mà rung quá vậy. Nào. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha. Bây giờ nghe đếm nha. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ đúng làm rồi. Y vậy đi. Ừ. Rồi nào, một. Không thích không cần bấm. Hai. Ba. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách. Ok con. Mặt xanh lét.
Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Sao làm sợ dữ vậy? Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Gồng lên. Đó, thở ra. Cưng quá trời cưng. Tới gì nữa? Giờ tới gì nữa? Hả? Xong đi. Dẫn, dẫn đi đâu? Đi xuống. Dẫn đi xuống thôi. Bây giờ là phải tới nè, báo với ba mẹ ở dưới Biên Hòa, rồi ba mẹ của Thảo là tụi con đã tìm được nhau, ha. Rồi sau đó là xin phép ba mẹ, xin phép thủ trưởng, bạn bè đồng đội cho con hôn Thảo cái hôn đầu tiên. Đó, vậy đó. Con phải vượt lên chính mình. Chào bố mẹ. Chào bố mẹ, ngày hôm nay đến với chương trình, con đã kiếm được một nửa tình yêu của mình. Xin phép bố mẹ, nếu có dịp con sẽ dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Rồi. Rồi, bố mẹ xin phép ba mẹ của Thảo. Cháu chào hai bác. Qua tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau. Đúng và rồi. Quen biết nhau dài lâu nhận, dài lâu đến đó luôn nhận. Đúng, và con xin phép, con xin phép để hôn Thảo. Trời, nhìn nữa con xin phép hai bác cho con hôn Thảo. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái hả? Xin hai cái đi. Xin hai cái đi. Rồi, xin lại đi. Không đi, nói Thảo là anh hôn em cái nha. Cái nữa rồi, cái nữa rồi. Một cái thôi. Thôi hai cái đi. Cái nữa đi. Không ấy đứng hoài luôn á. Cái nữa đi. Một cái thôi. Thôi cái nữa đi. Một cái nữa. Thôi tội ông xinh quá à, con ơi. Ông xinh quá à, không cho ông đi cái rồi mình đi xuống nè. Đó. Cái ly của anh là lúc nào ông cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha. Đó để nhớ tới anh nha. Dạ, Vũ bây giờ chủ động hiểu. Nào. Mạnh mẽ lên nào. Mạnh mẽ lên Vũ. Anh xin cái nữa. Ừ. Đó. Thương gì đâu, cưng quá. Rồi nè, để nó chủ động. Xin là phải làm liền. Xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn à.